Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 1 đã đến với tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Hôm nay, các em sẽ học bài thực hành trong chủ đề 2 Bé và bà. Trước khi vào bài học, các em hãy cùng cô tham gia trò chơi giải câu đố xem đó là âm gì mà các em đã học nhé. Các em lắng nghe câu đố. Ba anh cùng giống cái mình, tròn xoe như trái trứng gà nhà ai? Một anh đội mũ thật hay, anh kia làm biếng, anh thời thêm râu. Các em hãy cùng quan sát và tìm ra các anh mình đã được học trong tuần vừa qua nào. À, tròn xoe như trái trứng gà nhà ai? Đó chính là anh O đó các bạn. Một anh đội mũ thật hay, đó chính là âm ô. Và cuối cùng, anh thời thêm râu, đó chính là âm ơ. Như vậy, o, ô, ơ, đây là ba âm sẽ có trong bài thực hành ngày hôm nay. Các em hãy lưu ý để đọc và viết cho đúng nhé. Các em hãy cùng theo dõi bài tập thực hành đầu tiên nhé. Hãy đọc lại các âm và dấu có trong hình. Bây giờ các em hãy quan sát và đọc lại theo cô nào. Cờ. O. A. Dấu nặng, dấu hỏi, dấu sắc và cuối cùng là dấu huyền. Bây giờ các em hãy quan sát và viết các âm cùng với các dấu thanh để tạo thành các tiếng mới nhé. À, chúng ta có thể ghép được rất nhiều tiếng với các âm và dấu vừa rồi đúng không nào? Bây giờ các em hãy lấy vở và bút chì để cùng viết lại các tiếng vừa ghép. Các em hãy chú ý độ cao và viết dấu thanh cho đúng các em nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Đối với âm cờ và âm o, cô ghép được các tiếng sau đây. Cò, có, cỏ, cỏ. Đối với âm cờ và âm a, cô ghép được các tiếng. Cà, cá, cả, cả. Tiếp tục, đối với âm cờ và âm ơ, ta có các tiếng cờ, cớ, cỡ, cỡ. Và cuối cùng khi ghép âm cờ và âm ô, ta được các tiếng sau. Cồ, cố, cổ, cổ. Sau khi các em viết xong, hãy đưa cho bố mẹ của mình xem. Cô tin là các bạn sẽ được bố mẹ khen vì viết đúng và đẹp.
Chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo. Nối theo mẫu. Các bạn hãy quan sát bức tranh sau đây. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy nối chữ viết thường ứng với hình và chữ in hoa, chữ viết hoa cho đúng. Các bạn hãy quan sát bài tập mẫu đầu tiên. Ở ô đầu tiên ta có hình cọ vẽ, chữ E in thường và chữ E in hoa. Như vậy ô trống còn lại chúng ta sẽ nối với chữ E được viết thường dưới này. Rất đơn giản phải không nào? Cô tin rằng các bạn sẽ dễ dàng làm được các bài tập còn lại. Chúng ta cùng sửa với cô nhé. Ô thứ hai ta có hình quả ổi, ta nối với âm O. Ô thứ ba đã chính là quả vải đúng không nào? Như vậy ta nối với âm V. Tiếp theo là một bạn búp bê rất xinh đẹp, ta có âm E. Và cuối cùng đã là một quả bơ, ta có âm Ơ. Và các bạn hãy cùng đọc lại các âm vừa rồi với cô nhé. E O V E O. Chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo. Các bạn hãy cùng đọc với cô các câu sau đây. Bố vẽ bò. Bé vẽ cò. Cá cờ. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Bố vẽ bò. Bé vẽ cò. Cá cờ. Các bạn đã đọc rất tốt phải không nào? Dựa vào nội dung câu vừa đọc, các bạn hãy làm bài tập nối câu sau đây. Các bạn hãy quan sát. Bên trái ta có các tiếng bé và bố. Bên phải ta có vẽ cò, vẽ bò, vẽ cá cờ. Cô đã làm cho các bạn bài tập mẫu đầu tiên. Cô nối bé với vẽ cò, ta có câu bé vẽ cò. Như vậy, bé ngoài vẽ cò ra còn vẽ gì nữa nào? À, chúng ta cùng nối tiếp theo nhé. Bé vẽ cá cờ. Còn bố thì sao? À, bố vẽ bò. Rất đơn giản đã không nào? Chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo. Khoanh theo mẫu. Cô đã ghép âm bờ cùng với âm A và dấu huyền để tạo thành tiếng ba. Bây giờ, các bạn hãy thật tinh mắt để tìm và ghép các tiếng còn lại trong bài nhé. À, cô tin là các bạn đều đã tìm được rất nhiều tiếng đúng không nào? Bây giờ hãy cùng kiểm tra và đọc lại với cô nhé. Cô có tiếng tiếp theo. Bờ, o, ba, nặng, bọ. Bờ, e, be, sắc, bé. Cờ, ơ, cơ, huyền, cờ. Cờ, o, to, nặng, cọ. Bờ, ê, bê, sắc, bế. Vờ, ô, vô, ngã, vỗ. Và cuối cùng, bờ, ơ, bơ, huyền, bờ. À, chúng ta đã tìm được rất nhiều tiếng phải không nào? Bây giờ hãy cùng đọc trơn lại các tiếng một lần nữa với con nha. Bà. Bế.
bé. Cờ. Bờ. Vỗ. Cỏ. Bỏ. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập này rồi đó các bạn. Chúng ta cùng bước sang bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Ở bài tập này các bạn hãy quan sát những bức tranh và đánh dấu tích vào ô có chữ viết đúng tương ứng với hình đó. Cô đã làm mẫu cho các bạn ở hình đầu tiên. Ta có những quyển vở và cô chọn vờ ơ vơ hỏi vở. Cô đánh dấu tích vào ô trống. Như vậy các bạn hãy quan sát những bức tranh tiếp theo nào. À, ở đây ta có hình chữ V. Như vậy cô sẽ chọn V, E, V. Cô đánh dấu tích vào. Hình thứ ba, ta chọn cờ ô cô hỏi cổ. Rất đơn giản phải không nào? Và cuối cùng đó là một hình ảnh rất quen thuộc. Một bạn đang vẽ tranh, ta chọn vờ e vê ngã vẽ. Như vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành các bài tập trong ngày hôm nay rồi đó các bạn. Cô tin là các bạn đều đã học rất tốt đúng không nào? Cô có một số dặn dò dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy ôn lại các âm và dấu thanh đã học trong tuần vừa rồi để đọc và viết cho đúng nhé. Như vậy bài thực hành đã kết thúc rồi. Chúc các bạn có một ngày học thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.